Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đây là Noob. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một cái căn phòng rất rất là quen thuộc. Đấy, đằng sau của mình nó là bốn cái quả trứng, các bạn thấy quen thuộc không? Đó, bên này là ba cánh cửa này, khá là quen thuộc phải không? Đấy, và đằng sau, ủa, có cái chữ gì này? Đấy nha, mình quay ra đây đọc cho nào. Nâng cấp cung VIP và chiến thắng đi. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái thử thách, đó là nâng cấp cái cung. Đấy, cái cung rất rất là xịn sò. Với cùng với đó là bốn cái quả trứng tương ứng với bốn cấp độ những cái con pet nó xịn sò nhất ở đây. Đấy, 30.000 coin này là xịn sò nhất này. Đấy, cũng như là cái cung VIP nhất nó đang nằm ở trong trong đây là 100.000 đô la các bạn nhá. Ok, thôi chúng ta sẽ bắt đầu thôi, để chúng ta có thể nâng cấp được cung VIP thì trước tiên là chúng ta sẽ nhận được một cái cây gậy. Ok, cây gậy này thì vạn sự mà các bạn ơi, khổ trước sướng sau, nhưng mà chỉ có cần 100 đô là chúng ta có thể nâng cấp lên cái cung đầu tiên rồi. Thế nên là mình sẽ nhanh chóng tiêu diệt những cái con này. Ui rồi, mấy con này vào đây dí mình ghê thế nhỉ. Từ từ thôi. Ok, mình sẽ bắt đầu nâng cấp cái cung đầu tiên bằng cách là mua cái kiếm này, sau đó thì đổi vào đây để nâng cấp và được một cái mũi tên. Đấy, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Được cái cung đầu tiên thì cái cung này mình thấy rằng là nó thế nào, nó như bình thường thôi các bạn ơi. Đấy, chỉ khác cái là nó sẽ có infinity thôi. Đấy, độ đam nó như bình thường thôi. Nhiều bạn có thể là nghĩ rằng là cái ui rồi, dùng kiếm là nó mạnh hơn, nhưng mà mình cảm thấy là dùng cung nó cũng với lợi của nó bạn nhé. Bắn từ xa này, đấy cũng rất là mạnh luôn. Chúng ta chỉ cần bắn hai cái thôi, chứ dùng kiếm nhiều khi nguy hiểm lắm. Rồi, bọn zombie này nó khá là đông, và mình có lẽ rằng là mình phải né ra. Không biết là mình nên nâng cấp luôn cái cung cung level tiếp theo không ta, sau đó thì mới mua pet sau nhở. Xem nào, cung level tiếp theo là cần 1.000 đô à. Ừ, nâng cấp đi, sau đó chúng ta sẽ để dành tiền nâng cấp pet sau. Ui ôi, mấy con này chạy nhanh thế, rõ ràng là nó có đi dày đâu. Đấy, chúng ta sẽ, mà mình có thể là tiêu diệt cũng như là sử dụng các cái khả năng, ví dụ như chạy nhiều là mình sẽ được chạy nhanh này. Đấy, tiêu diệt mấy con này mình cũng được kiểu như tăng máu sao ấy. Đấy, trò hối những cái thuộc tính ẩn nữa. Ok, mình sẽ tiêu diệt mấy con này. Mỗi tội là đam cái cung này nó hơi cùi các bạn, đồ rẻ mà, thế nên là đâm ra nó cũng tương ứng với giá trị của nó thôi, chứ làm sao mà chúng ta 100 đô mà chúng ta có được cái cung VIP được. Ờ, con này khỏe thế. Rồi, ok, 920 rồi. Láo nháo này. Ủa, bắn thêm không chết. Láo nháo này. Ô, bắn con này đông thế. Rồi, 1.000 đô rồi. Ôi trời, đổi cái cung tiếp theo các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đổi từ lưỡi hái. Rồi, chúng ta cần cái gì đây? Nulabo à? À, rồi, và đây có một cái cung. À, cái cung này là sử dụng cái tên riêng này. Wow, tên riêng này các bạn ơi. Cái mũi tên riêng, cái Holy Around này. À, rồi. Nhưng mình nghĩ rằng là cần một mũi tên là được, và cần gì nhiều đâu. À, chúng ta sẽ bắn đi. Wow, bắn một cái chết luôn. Cái bow này cái gì đây? À, cái bow này sẽ được random từ random nam này các bạn. Từ 14 cho đến 25 này. Ôi, từ. Úi dồi ôi, mạnh thế. Úi dồi, sao bọn người xưa chạy nhanh vậy? Từ nhá, mình xử lý bọn này đã. Rồi, ok. Láo này. Uầy, bọn người xương chạy nhanh quá. Ôi chết giờ rồi. Bọn người xương này láo thật. Rồi, chạy nhanh với chúng tôi. Ở đây không ai được chạy nhanh. Ui, trời, nó đánh mình gấp ngoài rồi. Thôi, về mở pet đó các bạn, 500 đô rồi. Úi dồi ôi, còn một máu nữa các bạn ơi. Nguy hiểm quá. Rồi, chúng ta nhận được. Wow, được lucky luôn này. Ui, hên dã man. Ôi, rồi, ok. Ui, nhưng mà cái cung này nó không được. À, hên dã man rồi các bạn ơi. Rồi, úi giời, bắn đây. Thì mình được luôn cái may mắn rồi nhá. Thế là bây giờ là mình sẽ phải thế nào, để dành tiền để mở luôn cái 2.000 các bạn ơi. Bởi vì là mình được may mắn rồi. Cái chỉ số may mắn là cái chỉ số gọi là xịn sò nhất ở trong cái mấy cái quả trứng này. Đấy, sau đó đến tấn công. Rồi, chúng ta cần may mắn để chúng ta có thể là kiếm được nhiều tiền hơn sau khi tiêu diệt được những cái con quái vật mà. Đó, mà tiền thì lại làm gì? Để... À, 10.000 các bạn. 10.000 chúng ta mới nâng cấp được cái cung tiếp theo, nên cứ bình tĩnh. Rồi, để chúng ta có thể là xử lý mấy con này. Mua đồ VIP, xử lý mấy con này. Rồi, 3.000 tiền rồi. Chắc có lẽ rằng ra cho nó đánh chết đi. Ây à, sau đó thì mình sẽ đi ra đây để mở cái cánh cửa đầu tiên. Ây à, thực ra đây là cánh cửa thứ hai các bạn. Rồi, ok. Cánh cửa đầu tiên sẽ đến với thế giới kẹo đây. Đó, và chúng ta sẽ gặp được những cái con...
gọi là quái vật xịn sò hơn, được nhiều tiền hơn. Và mình thấy con thỏ này thì thỏ này 10.000 để chúng ta nâng cấp lên cái cung VIP tiếp theo à. Rồi ok thôi, 10.000 thì 10.000. 10.000 thì ôi. Đấy các bạn thấy không? Cái này là luyện xạ thủ luôn. Ui ui. Trời ơi, cái con này nó ương thật, nó chạy một hồi xong rồi nó đứng lại. Chơi gì kỳ cục vậy? Trời ơi. Chạy một hồi xong rồi. Mấy con này đang Châu bò đánh nhau. Wow, mấy con này khỏe thế. Đấy, bắn mấy cái mới chết con cá sấu các bạn ơi, không phải đùa đâu. Rồi ok. Cái này nó random dam các bạn ơi. Trời ơi, bảo sao mình bắn lâu lâu đấy, random dam nghĩa là lâu lâu bắn con cá sấu này vậy. Đấy, hai cái là chết này. Phù thủy là mấy cái đấy? Ui, hai cái. Đấy, random dam nhá. Cái này là không thể nào mà xác định được dam đâu, chắc chắn được đâu. Ui, láo này. Dám ném toy. Hư thật, mấy con này thì bắn chắc là cứ con nào hai tầm hai. Rồi không bắn được xuyên. Trời ơi. Đấy. Láo này. Nâng cố lên, được 5.000 rồi. Cố lên để nâng cấp lên 10.000. 10.000 để chúng ta có thể nâng cấp lên cái cung tiếp theo. Láo. Rồi. Ui, cái này sao xuất hiện làm cá sấu đấy. Ôi, đi trang trại cá sấu à. Rồi chẳng nào có đây có gì không, hay là mình về mình nâng một pet nhỉ? Pet 2.000 các bạn. Đấy, pet 2.000 tiền biết đâu hên xui. Nhưng mà nếu đen thì chúc bạn may mắn lần sau. Nếu đỏ thì mình có thể nhận được may mắn đi thôi các bạn ạ. Ồ, nhận được may mắn tầm này là cũng rất là xịn sò con bò. Láo. Mày định cá này. Ui, con này bắn 3 cái à. Ui ôi, khỏe thế. Trời ơi. Tính ra là con này khỏe mà. Do rằng là cái cung này nó xịn hơn cái cung kia rồi. Chứ còn mình bình thường là mình mà dùng cái cung kia là thôi bắn con. Ui. Người lận. Rồi nó đánh mình không trượt cái nào luôn. Đấy, được mấy nghìn là 7.000 rồi à. 7.000 rồi thì mình có nên là. Úi dồi, nó tăng cái gì không biết. 7.000 rồi mình có nên là sao nào. Ở đây bèo quá. Mình sang đây sang bên kia đi. Tiêu diệt mấy con đây được ít tiền quá các bạn ơi. 8.300. Mình cố gắng lên 10.000 để chúng ta nâng cấp cái cung tiếp theo nhá. Chứ không thì rẻ tiền quá. Trời ơi đấy, xạ thủ chưa. Xạ thủ chưa các bạn, thấy xạ thủ chưa. Úi dồi ôi, bắn không trượt cái nào luôn. Rồi trượt một cái rồi. Ok, trượt hai cái rồi. Rồi trượt ba cái rồi. Trời ơi, nó xa quá. Nó xa quá. Đấy. Rồi 8.900 rồi. Đấy. Chủ yếu là mình nâng cấp cung VIP thôi các bạn ạ. Chứ đừng quan tâm đến trình độ bắn cung của noob nha các bạn nha. Mình không phải là pro. Thế nên là các bạn đừng quan tâm. Rồi chúng ta có 10.000 tiền rồi. Chắc là mình sẽ về thôi. Về để nâng cấp cái cung tiếp theo và quay lại đây. Xem rằng là nó xịn xò hơn không nhá. Trời ơi, hồi hộp. Rồi, 10.000 phải không? Rồi ơi, đổi lên. Cái này này. Ô, cái này dùng đạn khác à? Ok, cái này là ui, cái này là slingshot. Ui, cái này cái kiểu như cái ná các bạn ơi. Ôi, nhưng mà nó anh em họ hàng với cả. Wow. Cái này bao nhiêu đây? 24 đam. Ui. U bắn ra đạn nổ các bạn ơi. Xịn xò. Ui giời. Wow. Láo. Wow, cái này bắn sát thương diện rộng luôn các bạn ơi, nhưng mà không rộng lắm. Nó không giống như kiểu TNT. Nhưng mà nó xịn. Ui, đáng đồng tiền bắt gạo các bạn ạ. Rồi ok, qua bên này. Wow, 10.000 tiền của khác các bạn. Cũng thật là đáng đồng tiền bắt gạo các bạn ơi. Rồi ôi. Làm sao? Đáng đồng tiền bắt gạo các bạn. Mấy con này cũng hai cái chết, nhưng mà được cái là bắn nó dễ hơn cái cung các bạn. Cái này là anh em họ hàng với cái cung này. Nói chung là nó cũng kéo như kiểu cái cung đây các bạn thấy không? Nó cũng không khác gì. Mỗi tội là đạn nó sử dụng là không phải tên thôi. Ôi, đạn nó sử dụng là cái gì đây? Đạn nó sử dụng là pop shot một kiểu. Wow. Thích thật, bắn thích thật các bạn ạ. Đáng đồng tiền bắt gạo. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Định ám sát ai? Rồi, mình sẽ cố gắng là kiếm nhiều tiền đi. Kiếm hẳn 10.000 đi nhỉ. Sau đó chúng ta về chúng ta mở pet. Đấy, tầm này chỉ có mở pet thôi. Rồi bao giờ mình mới nhận được cái cung tiếp theo đây. Ui ôi, con này kìa. Cắn rất cả mình luôn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở đi. Có bao nhiêu mở bằng đấy nhá. Cái gì đây, được con gì đây? Ui giời ơi, hungry làm cái gì. Trời ơi, con này là con gì đấy? Con này con gà. gà rừng các bạn, đen thùi lùi luôn. Đen. Đấy ơi. Hên dã man luôn, ngày hôm nay mình cảm thấy rằng mình rất là hên. Rồi ok, chúng ta nhận được may mắn các bạn nhá. Rồi, thế thì lại mượt quá.
May mắn là chúng ta sẽ qua đây đi. Rồi ok, may mắn vào. Úi dồi, thế thì chúng ta kiếm, chúng ta được may mắn cấp độ 2 rồi đấy. Cái quả trứng VIP vừa nãy. Ôi, con người lợn này khỏe thế. Rồi bây giờ mình sẽ để dành tiền để chúng ta có thể nâng cấp lên cái cung VIP tiếp theo. Hình như đâu đó khoảng vừa lấy là 10 phải không? Này là 40 hay 50 nghìn à? Mình quên mất không để ý rồi. Rồi nhưng mà kiếm nhanh lắm các bạn. Đấy thấy không? 7 nghìn rồi, sắp 7 nghìn rồi. Úi dồi 6 nghìn này, tiêu diệt mỗi con này mình phải được hơn 1 nghìn cơ. Úi dồi ôi. Ê, ê, con người lợn này. Ai chạy. Chắc là mình nên về mở pet để lấy cái chạy nhanh không nhỉ? Bọn này nó đuổi mình nhanh quá à. Láo, bắn hai cái chết liền. Ui, nghe tiếng nổ thích thật. Láo này, rồi nó tăng cho mình cái gì không biết. Mấy cái chỉ số ẩn này chúng ta cũng chả quan tâm lắm bạn. Chủ yếu là mình quan tâm đến cái cung, cái mà vũ khí của mình rồi. Láo. Rồi ok, 11.000 tiền rồi đấy. Nhanh không? Rồi chúng ta sẽ về nhá. Và sau đó thì mình sẽ xem rằng là có nên mở tiếp không, mở pet không để chúng ta lấy không, hay là chờ 25.000 nhỉ. Rồi đây 2.000, 15.000. Hay là mở cánh cửa này. Cánh cửa này cần bao nhiêu ta? Ra đây xem lại nào. Quên mất rồi. Nếu lắm không thực hiện 25.000. 25.000. Chắc là mình sẽ để dành đến 25.000 đi. Rồi mở cánh cửa kia cho nó được nhiều tiền các bạn ạ. Úi dồi ôi, nó cắn mình chết luôn. Không trượt cái nào. Để cho nó được nhiều tiền. Chứ bây giờ là sau đó thì mình lại sang bên đó tiêu diệt để lấy tiền để nâng cấp vũ khí. Hợp lý chưa? Thôi, bài toán kinh tế đấy các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu. Không phải thích là nâng cấp đâu các bạn. Muốn chiến thắng nhanh, muốn chiến thắng gọi là gọn lẹ, đơn giản thì chúng ta phải tính rất là kỹ. Chúng ta không thể nào mà... Ui, wow, con người lợn đánh đau thế. Nó... Cá sấu với chúng tôi. Cá sấu với chúng tôi. Người lợn với chúng tôi này. Rồi, bắn 3 cái, 3 cái mới chết. Ok, 17.000 rồi, mấy đâu. 25.000 nhanh lắm các bạn ạ. 18.000 rồi. Ok, 19.000 rồi. Ô sao mấy con này bắn một cái chết này. 20.000 rồi. Ấy, láo thật. Đánh lén. Đánh lén này. Ui, người là đại chiến. Ui, người là đại chiến. Đừng bốc vào đây. Người là đại chiến. Người là đại chiến. Ui trời ơi, sao nó đánh tứ hướng vậy. Trời ơi, đánh bốn phương tứ hướng. Không thể nào mà... Rồi, không thể nào mà mình phản công kịp. Láo này. Láo này, rồi 23.000 rồi. Tính ra đánh con người lợn này nó được ít tiền dã man luôn ấy. Rồi ok, con lạc đà. À không, con đà điểu. Mình rất hay nhầm con lạc đà với con đà điểu nhá. Bởi vì nó có từ lạc đà phải không? Đà điểu, đấy. Nó đọc kiểu na ná nhau ấy. Có từ đà, lạc đà, đà điểu. Láo này, 25.000 rồi. Ê, thôi, anh tha mạng cho em đi. Đánh một cái mất hẳn 5 máu luôn ạ. Trời ơi, đánh thì đấm đau vậy. Người ta vũ khí, người ta đánh nhau hai cái mà mới chết. Rồi bây giờ mình sẽ mở. Đây, mở cánh cửa bên này đi. Cánh cửa thứ hai đi. Thứ ba đi. Đấy, đây là thứ hai này. Đây nó ghi số 2 thôi, chúng ta tôn trọng đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra cái map này. Hình như là chỗ này. Đâu rồi. Úi xồi, có mấy con này là hơi khó này. Mấy con này hơi củ khoai lang này. Nhện này. Nhện này đó, được 1.600 tiền liền. Ui bò. Bò điên các bạn. Bò điên. Ui bò điên khỏe thế. Trời ơi. Ui chết rồi. Ui con này phun nhện với chúng tôi này. À con bò điên khỏe thật. Rồi mình phải tiêu diệt con này rồi. Con này nó phun lửa khó chịu quá. Bò điên khỏe cho nhiều tiền lắm. Nhưng mà thôi, mình cứ tiêu diệt con nào hay con đấy. Ui, wow, con này có khiên các bạn ơi. Úi dồi, con này có khiên để chống đỡ. Nhưng mà khổ nỗi là làm núp là thôi đi bụi liền. Rồi 10.000 tiền rồi, các bạn thấy nhanh không? Sang bên này nó khác biệt liền. Khác biệt liền. Thả lửa, mày thích thả lửa. Mày định ra đây thả lửa. Không có được đâu. Không có được đâu, bắn thế mà. Headshot vào đầu này. Rồi mấy con bò này nó đang bơi ở dưới này thì mình cho nó gọi là đi bơi dưới Diêm Vương luôn. Rồi ok, ui tính ra giết bò được nhiều tiền lắm các bạn ơi. 4.000 nha các bạn, thử xem nó nhảy lên bao nhiêu nghìn này. Trời ơi, 7.000 luôn, 17.000 luôn. Đấy tính sơ sơ.
Wow, tính sơ sơ là chúng ta được 3.000 hơn một con đấy. Không phải ít, ít gì đâu. Đáng đồng tiền bát gạo. Rồi, ok, chúng ta sẽ ra đây tiêu diệt bọn này. À đây, tiêu diệt dần dần các bạn. Không, mấy con này nó dí mình. Chết giả rồi, mình lại bài bắn rồi. Nó cứ quay vào đây là nó sẽ bị vỡ khiên. Nó sẽ dùng khiên để nó đỡ, thế là mình phải đánh vỡ khiên của nó. Bò điên, quay ra đây bò điên này. Sắp rồi, sắp được 25.000 để mình nâng cấp cái vũ khí tiếp theo rồi. Ok, 21.000 rồi các bạn. Tiêu diệt tầm 2 con bò điên. Ê, bò điên bên kia bị mất máu kìa. Bị kẹt. Trời ơi, bò điên bị kẹt kìa. Lợi dụng. Thôi, chúng ta phải chớp lấy thời cơ. Rồi, ok. Chớp lấy thời cơ là sao? Là con đấy mất máu rồi, thế nên là mình chỉ cần. Trời ơi, nó khỏe dã man luôn, nó xiên mình mấy cái chết luôn. Thôi mình ở đây mình kiếm thêm 1.000 nữa đi. Đấy các bạn thấy không? Bắn một cái con Zumba này tuổi gì ngay. Zumba đi bụi ngay. Mấy con Zumba cúi bắp này. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp lên cái cung tiếp theo. Trời ơi, chúng ta có một cái cung và có một cái bao đựng tên ở đây này. Và trong này có cái gì đây? Wow, rất là nhiều loại tên. À, cái tên đầu tiên là tên gì đây? Tên này dùng để mấy cái tên này chắc là mình phải bỏ đi. À đây rồi, tên này dùng để các bạn thấy không, khi bắn chúng là nó sẽ bay lên các bạn. Ok, hiểu. Rồi, tưởng cái gì cơ. Thôi tên này chắc là mình không cần đâu, tên này vứt đi. Xem nó có tên gì xịn không. Tên này tên gì đây? Wow, sấm sét. Ui xịn thế, được cái nhở. Rồi, mình 100.000 ý. Ui, được các bạn ơi. Nó lại đáng đồng tiền bát gạo luôn. Ui, thu choa. Ghê vậy, nhưng mà mình hình như mình không nhận được điểm. Trời ơi, không nhận được điểm các bạn. Hình như mình giết bọn này mình không nhận được điểm. Thử xem nhá. À đây, vẫn nhận được. Ồ, không. Nếu mà bị mũi tên nó giết ấy thì hình như là mình nhận được. Đúng rồi. Còn nếu mà ví dụ bị xét đánh là không nhận được. Rồi, hiểu rồi. Thế tính ra cái mũi tên này nó chỉ lợi khi chúng ta bắn một mục tiêu thôi. Rồi, ok. Đã hiểu vấn đề. Thì mình xử lý cái con này luôn. Đã hiểu vấn đề. Bắn nó luôn. Rồi. Ui dồi ôi, tính ra con kia nó bị lửa đốt các bạn ơi. Nó khỏe thế. Không ăn thua các bạn. Mũi tên này không ăn thua. Vứt. Thử xem nào. Rồi, chết queo luôn. Chết queo luôn. Cái gì đây? Cái này tiếp đến là mũi tên gì đây? À không, mình đổi mũi tên này đi. Sao vẫn mắc mũi tên này vậy? Trời ơi. Để nha, mình đổi mũi tên khác rồi nào. À đây là mũi tên vừa nãy này, Holy Arrow này. Xem là còn cái này là cái gì đây? Cái này là fire à? À, mũi tên lửa bạn ơi. Wow, nó cũng rất là mạnh. Ui, đẹp thế. Trời ơi, như kiểu pháo bông ấy. Trời, pháo hoa luôn. Ôi, cũng rất gì vào này nọ đấy. Cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái cung này nó chỉ là màu thôi các bạn ạ. Cái cung này nó thật sự là nó không, mình cảm thấy nó không mạnh lắm này. Bắn nó cứ sao sao ấy. Trời ơi, chỗ này cháy hết cái khu rừng này luôn. Đây. Ồ. Đấy, bắn mấy cái mới còn mới chết cái con này. Cảm giác nó cứ sao sao ấy. Rồi, chúng ta thử đổi mũi tên khác rồi nào. Cái này là cái gì đây? Cái này là TNT à? À đây rồi, cái này có vẻ xịn này. Cái này có vẻ là đáng đồng tiền bát gạo này. Úi giời ơi. Giờ có khi nào mình phá banh chành cái mát này đi không? Ui. Không được. Mũi tên TNT này cũng cùi lắm. Đổi đi. Rồi, đến mũi tên cuối cùng xem nào. Cái này là cái này bắn được à? Không. Triple round. À, cái này bắn ra 3 mũi tên này. Được. 3 mũi tên này có vẻ ổn đấy. Rồi, chúng ta sẽ đi tiêu diệt để nâng cấp lên cái cung tiếp theo rồi, cũng như con pet tiếp theo để chúng ta nhanh chóng các bạn nhé. Không ăn thua bạn. Cũng không ăn thua cho lắm. Cũng không ăn thua cho lắm. Có vẻ bắn 3 mũi tên nhưng mà cũng không xi nhê cho lắm. Rồi. Wow. Được đấy nhở. Cũng xịn sò đấy. 6.000 tiền. Rồi bây giờ mình sẽ phải kiếm. Ui dồi ôi. Thôi mấy con này.
teo mình rồi, mình phải chạy ra đây đã. Miếng này mạnh thật, nó có khiên. Ghét chưa? Mày định làm gì? Mày định làm gì? Ấy, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Ui dồi, con này là, con này không phải con nhện rồi, con bọ hung các bạn. Nó gắp mình luôn ạ. Thôi chắc có lẽ rằng là mình đổi ra cái đây đi, xem nào. Hoặc là cái cung này đi chứ. Mình cảm thấy rằng là cái cung mình vừa nãy mình mua nó 25.000, nhưng mà nó không, nói chung là nó không xinh nhê gì cả đối với mấy con này cả. Cảm thấy nó cùi quá. Giờ mình sẽ đi ra đây đi. Ồ, cái này mình, cái này nó còn mạnh. Đây này, cung này nó sẽ được random này. Ô, cung này bắn ra cái gì đây? Bắn tên gì nữa đó. Trời ơi. Ô, cái này nó không cung này rõ ràng là bắn Holy Round mà. Rồi. Mà mình tiêu diệt mấy con này, tập trung tiêu diệt mấy con này đi, không để ý mũi tên nữa nhá. Dùng cái ná này để bắn nó, kiếm tiền để chúng ta sẽ về chúng ta mở pet. Thôi, tính ra là mình ít mở pet và không được sức mạnh. Không được nhiều cái sức mạnh nên đâm ra 15.000. Đâm ra mình cũng yếu nữa. Rồi chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ này qua bên này tiêu diệt nhá. Tập trung rồi, không đùa với bọn này nữa. Tập trung trí tuệ thôi. Đùa bọn này nhiều. Nhàn nhiều. À, tiêu diệt xử lý bọn này nhanh chóng gọn lẹ. Đấy các bạn thấy không? Tính ra là cung bắn từ xa cũng rất là lợi. Mình có thể là đứng mãi xa này và xử lý bọn này. Úi giời, 16.000 rồi. Ok, chúng ta sẽ về mở cái con pet tiếp theo đi, cấp độ tiếp đi. Mong rằng là được lucky nhỉ. Được lucky là đẹp đấy. Được lucky là thôi. Ăn mừng luôn bạn ơi. Thịt lợn ăn mừng luôn. Rồi chúng ta được. Mình thấy con cua này mình thấy chạy nhanh rồi đấy các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ được speed. Ơ nhưng mà con cua này. À đây à. Chúng ta sẽ được speed. Rõ ràng là con cua chạy rất là chậm nhưng mà nó sẽ cho mình cái hiệu ứng speed các bạn. Ok. Buồn thật. Hẳn là con cua luôn ạ. Rồi tiếp đến là kiếm tiền tiếp. 15.000 để chúng ta có thể là được speed cũng được. Nói chung là ui. Được speed nó cũng đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà cảm thấy nó không cần thiết cho lắm. Có thể là được sức mạnh hoặc là may mắn nó thay thế cũng được. Rồi ok. Tiêu diệt hai mấy cái con này nó hơi rách việc. Wow. Khiên xịn nhờ. Ui. Mà con này nó chạy nhanh nữa. Mày khiên xịn mày. Láo. Mất chân luôn. Rồi. Ui dồi ôi. À, bắn con này mệt thật sự các bạn ạ. Rồi. Mấy đây. Chúng ta sẽ được 5.000 rồi. Trời ơi, nó khỏe dã man luôn. Nó khỏe hết phần của thiên hạ luôn các bạn ạ. Con này nó sẽ gắp mình này. Con này nó gắp mình ghét lắm. Nó khỏe hết phần của thiên hạ luôn các bạn ơi. Rồi, bắn mũi tên này nó cũng thế. Nó không mạnh bằng cái ná này được. 7.000 rồi. Chúng ta sẽ lấy 15.000, chúng ta sẽ đi mở tiếp. Tiêu diệt tầm 2 con bò nữa đi. Là chúng ta đủ tiền. Ui. Wow. Đánh một cái mình chết luôn à. Con này nó toàn sốc đam luôn các bạn ơi. Nó mạnh quá. Cảm giác mình bị yếu ở trong này. Ok. Cố gắng lên. Không thể nào bỏ cuộc. Ui. Bỏ tao ra. Rồi. Ok. Quá là mạnh luôn. Khổ không các bạn thấy khổ không? Nâng cấp được đồ VIP nó khổ không? Nâng cấp được đồ VIP nó đâu phải dễ đâu. Chịu khổ ghê lắm. Rồi. Láo. Trời ơi. Láo. Rồi. 12.000 rồi. Giờ mới được 12.000 các bạn. Và con này kia nó đang dí mình kìa. Rồi dí. Đuổi nó không mà đòi dí. Ui dồi. Rồi ok, 15.000 rồi. Ui dồi ôi, con kia nó dí mình từ vừa nãy đến giờ. Rồi bây giờ mình sẽ mở may mắn đi. Cho xin may mắn thôi. Thật, làm ơn. Con này con gì đây? Ui. Rồi ok, nó
nó được cái con sâu các bạn. Không biết là con sâu hay con gì. Nó giảm, nó kiểu như bỏ cái giảm độ đói của mình. Cái đấy nó không cần thiết cho lắm các bạn ơi. Nó cay dã man, cay thật sự. Ok, tiêu diệt cái con này. Bâu này chán thật. Bâu này tính ra bắn 3 mũi tên các bạn. Bắn 3 mũi tên vẫn thế. Cảm giác là đam nó còn yếu hơn. 4.000 rồi. Cố gắng lên. Giờ chỉ có trông chờ vào pet thôi. Đấy, không chỉ là mỗi cái cung VIP là chúng ta cũng giải quyết được vấn đề đâu, mà chúng ta phải cần cả con pet VIP nữa. Rồi, ui, rồi chết mình rồi đấy. Ui. Rồi, nó múc một cái thôi. Một cái là ngấp ngoài, suýt nữa đi bụi rồi. Để ý xem đằng sau có con nào. Lâu lâu nguy hiểm quá. Mình toàn bị đánh từ đằng sau thôi. Ok, 9.000 rồi. Tiêu diệt bọn bò này thì nó được nhiều tiền. Làm sao? Đuổi đi. Đuổi đi. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Chạy. Chạy thôi, tầm này là đố anh bắt được em. Bọn này nó đang... Ô, bọn này đánh nhau rồi. À không, đố anh bắt được em. Ê, đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Trời ơi, tiêu diệt rồi. Đi giết con bò khác các bạn. Wow, ở đây thế giới bò à? Đông bò thế. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Trời ơi. Còn đâu đó khoảng 4.000 nữa rồi là chúng ta tiêu diệt một con bò này, chúng ta về. Tiêu diệt thêm một con nữa đi. Một con nhện này nữa đi. Hai con này nó ở chung nhau à? Rồi. Ôi, được 500 thôi à? Con này giờ mình mới để ý là nó được có 500 tiền. Rồi, ok. Ui, vẫn chưa được kìa. Thôi, về. Tiêu diệt ở đây đi. Ôi, làm ơn làm phước. Cho tôi con pet xịt đi. Này cho gì đây? Ui giời ơi. Mày nhìn cái gì? Mày nhìn cái gì? Buồn các bạn. Buồn sâu sắc. Không còn gì để nói. Sahara lời các bạn. Cạn lời luôn. Xem nào, là đổi mũi tên khác đi nhá. Bực quá rồi. Tại sao vẫn còn cái triple shot đây? Bởi vì cái à đây rồi. Trời ơi, bởi vì là cái quả trứng kia nó quá đen đối với mình. Mà mình mở mãi mà nó không. Tính ra cái lửa này. Ui, cái lửa thiêu đốt. Mình chắc là mình sẽ bắn một cái lửa vào con bò. Sau đó thì mình con bò này nó còn có enchant luôn các bạn ạ. Đấy, con bò nó bị cháy, nó còn không nhìn thấy nó đâu. Thịt bò thui. Thịt bò thui. Mày định hút ai? Mày định hút ai? Nó khỏe dã man con bò các bạn ơi. Mình không có sức mạnh nên đâm ra mình bị yếu thế. Mày khỏe mày ai? Mày định hút ai? À, chỗ này nó bị ngăn cách các bạn ơi. Nó không hút được sang bên này. Ý, à lêu lêu. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Láo. Láo này. Rồi, bắt làm sao được tầm này. Úi giời ơi, mấy con này để bắt ai. Rồi, ok, nó sang được rồi kìa. Nó chui sang được rồi kìa bạn. 8.000 rồi. Thôi mình lên đây mình tiêu diệt mấy con bò điên ở bên này đi. Đấy, tiêu diệt mấy con này nó lợi hơn. Ui, mình coi thường nó quá. Coi thường bò đen và cái kết. Ok mấy con này. Lần này mà không mở được nữa thôi chắc mình nghỉ game mất các bạn ạ. Nó gọi là đen max level luôn rồi chứ. Rồi. Bắn như thế mà vẫn chưa chết đấy. Ấy. Rồi. Các bạn là mình được cái là hồi máu nhiều. Ui giời, mấy con bò nó hút. Rồi 15.000 rồi. Mình về rồi các bạn. Làm ơn im. Trời ơi, cho con pet gì xịn đi. Con số gì đây? Rồi. Ui ôi, mày quá các bạn ơi. Rồi, một con cá heo các bạn. Rồi. Ok, chúng ta được một con cá heo và sẽ cho mình may mắn.
Ui ôi, ơn dài. Ơn dài cuối cùng cũng được cái may mắn rồi các bạn. Rồi xem nào, tiêu diệt lần này, tiêu diệt con bò điên này chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền đây. Ui dồi ôi, nó cứu vớt được bao nhiêu rồi các bạn ạ. Nó cứu vớt linh hồn. Trời ơi, nó đen đủ đường thì cuối cùng nó cũng đã may mắn rồi. Rồi 9.000 một lần. Xịn sò con bò các bạn ơi, 9.000 một lần đấy. 9.000 một lần tiêu diệt đấy. Ok. Được đấy nhở. Ngon lành cành đào các bạn. Đáng đồng tiền bát gạo ở đây chứ là đâu. Rồi. Rồi mình tiêu diệt mấy con này là ổn áp. Đấy, 27.000 thì là 30.000 nhá. 30.000 chúng ta về mở pet. Giờ mình sẽ tập trung vào mở pet đã, để cho lấy cái sức mạnh. Các bạn thấy từ vừa nãy đến giờ mình chưa được cái sức mạnh nào luôn. Chưa được cái một cái sức mạnh nào. Rồi, ok, chưa được một cái sức mạnh nào để mình có thể là giúp ích cho mình cái việc bắn cung cả. Toàn được mấy cái tàu lao thôi. Còn số gì đây? Bùm. Ui, con này cho mình cái gì đây? Fly à? Ui, cho mình run. Cho mình chạy nhanh làm cái gì? Ôi, bình thường chạy này bò điên nó đã không đuổi được rồi. Láo. Láo. Ây à. Chạy 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 chạy. Coi thường bò điên. Coi thường bò điên. Rồi 1.700. Tiêu diệt tầm 3 con này là chúng ta đủ đủ tiền mua pet tiếp. Rồi, mỗi lần được 9.000 đấy các bạn. Nhiều dã man luôn. Bạn thấy không, có may mắn vào một cái rồi là nó thay đổi cuộc đời mình sang một trang mới liền. Úi giời ơi, làm định làm cái gì? Định làm cái gì mình? Trời ơi. Né liền các bạn. Rồi 19.000 rồi. Định làm cái gì mình không biết. Né liền. Mình chỉ đánh con bò đó bạn ạ. Con kia bắn mất thời gian lắm. Mà lại được ít tiền nữa chứ. À, né liền các bạn. Thấy tủ lái không? Thấy né ghê không? Rồi về bắn con bò này đi. Bắn con bò này để chúng ta lấy được 2.000. Ô, bắn thế mà chúng con bò. Đã thế bắn luôn con bò. Đã thế khiêu chiến luôn con bò. Rồi mình đi bụi luôn. Úi dồi, wow, càng ngày quái vật càng đông rồi này. Rồi mà mình không thể nào mà tiêu diệt được hết bọn này. Rồi trốn 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 trốn. Rồi mà tiếp. Con pet cho tôi con pet. Xịn xịn xịn. Ok lại manticore. Không thèm nuôi nó nữa. Rồi toàn pet rồi các bạn ơi. Toàn pet không như ý muốn. Cay dã man luôn. Toàn mấy con pet ở đâu đâu không à. Ôi ôi. Đấy mở tính ra 2 lần 30 rồi các bạn. 2 lần 30 rồi. Mất khá là nhiều rồi. Ok chết rồi. Không sao, may mà mình vừa tiêu diệt được con bò. Đấy. Mỗi lần mình chết là sẽ tự động reset cái bản đồ này. Nên đâm ra là may đấy. Ê. Ơ con gì đấy. Đấy ghê đấy. Rồi tiêu diệt con này nó cũng được nhiều tiền này. 2.000. Ui, tiêu diệt con này cũng được nhiều đấy nhá. Trời ơi, nó lại rẻ nữa chứ. Láo này. Bỏ nó ra. Trời ơi, đi mở pet tiếp. Cuộc đời là chỉ mở pet các bạn. Không thể tin được. Cho xin con pet nào hẳn hoi đi. Đừng có manticore nữa làm. Manticore hoài. Rồi, hay quá. Ê, phải không đấy? Đây 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 đây, trời ơi, chúng ta được con rùa lucky đây rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta được thêm lucky level tiếp theo rồi nhưng mà vẫn không được sức mạnh các bạn. Mình bây giờ mình cũng cần khá là nhiều sức mạnh. Bởi vì là chỉ có sức mạnh mới giúp mình có thể tiêu diệt được những cái con quái vật nó nhanh hơn thôi. Ôi ơi, mấy con quái vật này. Nhưng mà thôi, cần tiền cũng được. Bây giờ 100.000 để mình có thể là mở cái rồi, mở cái cung tiếp theo nhá. Đấy, mỗi lần tiêu diệt con này được tầm gần 20.000 các bạn ơi. Gần 20.000 đấy. Rồi, ok, nó giết mình luôn. Yếu không các bạn ơi, mình yếu không? Mà bọn này nó lại trâu bò đấy chứ. À, sang bên này đi. Tiêu diệt bọn này đi. Được cả chạy nhanh luôn bạn. Chạy như một thằng điên luôn. Rồi, chạy như một bà điên luôn. Rồi. Chạy dã man luôn đấy, nhanh dã man luôn. Rồi, 30. Để dành tiền đến 100 đi. Để nâng cấp cái cung VIP nhất xem là nó có khả năng gì gọi là xịn sò con bò. Xịn sò như con bò điên. Láo.
Láo. Làm sao? Định hút ai? Con này nó không hút được vào mình, bởi vì bắn cái đạn này nó đẩy lùi các bạn. Nó cay. Ok, tính ra giết con này nó cũng lài này. Giết con này còn lài hơn. Thế giờ rồi bọn này lâu lâu nó reset, mình đang mất công bắn mà. Đây chứ kỳ cục vậy. Kè vậy. Thế xấu ấy. 58 đấy. Bắn con này nó lợi chưa? Được nhiều tiền. Ấy nhưng mà nó cẩn thận nó gắt. Nó mà gắt chúng mình là thôi đấy. Nó đóng đinh mình luôn đấy. Nó cho mình đi bụi luôn. Nó 70.000 rồi. Úi giời ơi. Khổ lắm các bạn ạ. Thùng thướng gì đâu. Nâng cấp được đồ VIP cho bạn xem là láo này. Láo này. Úi giời. Nó. Úi giời. Rồi 88.000 rồi. Còn một xíu rồi, 12.000 nữa thôi. Ui, chết rồi, chết rồi. Tự tay hại mình rồi. Ui rồi, mày quá, mày. Còn một xíu thôi, 96.000 rồi. Tiêu diệt một con bọ. Một con bọ nữa thôi. Ok, đây. Con này. Làm sao, rồi, về rồi. Ui rồi, về rồi. Rồi, mình sẽ nâng cấp lên cái cung VIP nhất nhá. Chắc giờ này mình sẽ vứt hết những cái đồ này đi. Thằng này không cần nữa, bạn không cần thiết đâu. Không có thiết tha gì những cái này nữa rồi. Ok, mua lấy cái cung VIP nhất là cung Emerald các bạn, Emerald Bow. Và cái cung này tại sao lại VIP nhất thì ra đây test. Test thử, ấy, quên mất. Thiếu tên các bạn, thiếu mũi tên. Rồi, ok, vứt cái này vào trong này đấy nhá. Vứt cái này vào trong này đã để chúng ta, ở đây, đây có tên này. Mình cần một mũi tên thôi, bởi vì là cái này thế nào chẳng có vô hạn. Nên là cần gì đâu. Rồi, ok, thế nào. Wow. Rồi, cái cung này nó sẽ có sự kết hợp của bắn ba tên này, lightning này, sấm sét này, lửa này và băng này các bạn. Đấy, băng là khiến đi chậm nha, lửa là chắc chắn là các bạn đã biết rằng lửa. Wow. Ui, mạnh hơn hẳn các bạn ơi. Rồi, đấy là mình không có sức mạnh. Ui, đáng đồng tiền bát gạo các bạn ơi. Wow, đấy nó phải như thế. Nó phải là như thế các bạn ạ. Ui. Không thật chứ. Căn bản ngày hôm nay mình đen quá. Thế đâm ra. Đâm ra chúng ta. Trời ơi, vật lộn. Tiêu diệt mấy con này nào. Cần 150 tiền để chúng ta có thể là. Rồi. Chúng ta có thể là qua bên màn bên kia. Ok, tiêu diệt mấy con này. Đấy là mình còn chưa có sức mạnh nha các bạn thấy không? Mình không có sức mạnh luôn. Tính ra là từ đầu đến giờ là mình chưa mở cái sức mạnh nào luôn ấy. Bình thường là mở ra hên lắm. Nhưng ngày hôm nay là không biết là ăn gì mà đen dã man luôn. Chắc là bán than các bạn. Nhà bán than. Ngày hôm nay là chuyển nghề kinh doanh ra bán than. Ủa ấy các bạn thấy không? Bắn một cái chết luôn đấy. Thấy không? Bắn một cái chết luôn con kia mà. Mạnh dã man luôn. Đây. Thấy không? Vỡ khiên luôn. Chết luôn. Nó mạnh ghê gớm không? Wow. Ui. Chết luôn. Wow. Amazing. Mạnh kinh khủng khiếp. Mạnh không thể tưởng. Rồi chúng ta sẽ mở cái cuối cùng, cánh cửa cuối cùng. Và chúng ta sẽ phải win. Phải win. Rồi ok. Đã phải tiêu diệt ở đây. Như đâu đó cần. Rồi ok. Tiêu diệt mấy anh chàng này đây. Rồi. Ui dồi ôi. Bắn. Ui. Nhưng mấy. Wow. Mạnh thế. Mấy con này nữa. Rồi ok không sao. Mình sẽ mở pet đi. Để tiền mà bet, mình không tin mình không mở được sức mạnh. Thôi, ngồi lại may mắn à. Đấy, thấy không? Lúc không cần thì nó cho mình nhiều không? Nhiều dã man luôn đấy chứ có phải. Rồi, bây giờ là thử tài xạ thủ ạ. Thử tài xạ thủ không? Bắn hai cái con mấy con kia chết. Mấy con kia là có súng nha các bạn nha. Súng súng gọi là xịn sò đấy. Ui. Mấy con này là súng xịn đấy. Súng này là súng của tiến sĩ công nghệ. Ok, súng công nghệ. À, chúng ta sẽ cần bao nhiêu đây? Cần 500.000 phải không? Ui, đơn giản lắm ạ. Tưởng gì? 500.000 để có thể là mở ra cái cánh cửa kia thì easy các bạn, được 100 rồi. Rồi, ui giời mấy con này. Ui giời, bắn một cái chết tên này thì làm ăn cái gì? Ui giời ơi, easy gaming quá. Rồi, đúng cung VIP các bạn, cung VIP. Xịn sò. Con bò. Chưa. 240.000 rồi. Nhanh dã man luôn ấy.
Chết liền. Ui, cái cung này là được lợi ở cái là nó có thể bắn từ xa và mình chỉ cần đứng mình ngắm thôi. Đấy, nó được lợi ở cái chỗ đó. Mà công nhận là cung VIP thì nó vẫn thích hơn là cái cung cùi các bạn. Đấy, cung cùi khổ sở, dã man. Rồi ok, mình bắn từ xa đấy. Ví dụ như thế này mình đỡ phải mất công sang này. Ui, con kia nó dí tận mông mình. Mày bắn này, mày bắn này đấy, bắn nhầm người nhá. Trời ơi, Núp không có súng. Núp không có súng nhưng núp có cung. Rồi chúng ta tiêu diệt. Con này có súng ngắm này. Súng này. Rồi còn 70.000 nữa thôi. 70.000 nữa chúng ta chiến thắng ra khỏi cái map này rồi. Úi giời. Úi giời. Ê, no, đừng chết, núp không muốn chết. No, not die. Rồi, ok. Rồi, 50. Thế nên nó vẫn phải tiêu diệt được mình bằng được. Cuối cùng thì mình cũng được 500.000 và nó cũng vẫn phải tiêu diệt mình bằng được. Đây, ok, chúng ta chiến thắng rồi. Nó đang bảo vệ cái này các bạn, nhưng mà còn lâu. Bảo vệ bằng niềm tin, trời ơi. Ok. Cuối cùng cũng đạt được cái vương miện này rồi. Ok, thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và ngày hôm nay thì Noob đã sở hữu cái cung VIP nhất quả đất rồi các bạn thấy không. Bắn rất là mạnh luôn. Đấy là mình không có cái chỉ số sức mạnh. Nên là đâm ra mình bị gọi là nâng cấp chậm rất là nhiều đấy. Chứ còn mình mà hên thì ngày hôm nay thôi ôi, mọi thứ nó easy ngay. Ok, thì nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên comment đi kênh phía dưới. Và xin chào gặp lại. Bye bye.